Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 nha. Và lần này thì mình đã bỏ một cái phần lời chúc ra khỏi quẻ, bởi vì nó khá là chặt nha. Nó khá là chặt, vì nếu mà cho chặt quá thì nó sẽ rách nát cái lì xì quẻ và rất dễ bị hỏng. Cho nên là có gì thì mọi người thông cảm cho mình. Và lần này chúng ta có thêm 4 người: bác Linh, bác Hùng, anh Tít và chị Bông. Đây, Bông bận điện thoại này. Nani? Và đầu tiên là 6 mời bác Hùng chọn một trong số quẻ bất kỳ. Bác có thể nhắm mắt hoặc bác nhìn sang chỗ khác cũng được. Mời bác. Bác không phải nhìn chỗ khác. Bác nhìn chỗ khác để bác phải chọn đấy. Cháu giải là quẻ ạ. Vâng, bác ngờ xem là có bao nhiêu ạ? Không ơi, cháu trả. Đó là lì xì quẻ thôi. Ôi dồi ôi. 20.000. Rồi, rồi, bác bỏ tiền ra, bác bỏ tiền ra. Cháu còn giữ quẻ. Dạ, đưa bác tiền mừng tuổi ạ. Dạ. Rồi, có mời bác Linh chọn quẻ ạ. Rồi. 20.000. Rồi. Giống bác Hùng. Một quẻ. Không được đọc quẻ à? Quẻ thì cháu giữ lại. Còn ấy. Còn đây là câu nói rất nhiều người hay sử dụng. Rồi. Đấy là anh Tít. Đây là lần đầu anh Tít lên kênh. Rồi. Rồi. Chúng ta xem anh Tít được bao nhiêu nha. Đấy, cho tiền nữa. 10.000. Đây, em ạ. Cuối cùng là chị Bông. Cuối cùng là chị Bông. Rồi. Xem chị Bông được bao nhiêu. 799. Đó, chị Bông được 50. Rồi, cho em mượn. Như vậy là chị Bông và anh Tít cặp đôi đạt 10.000. Đấy. Cặp đôi đạt 10.000. Và cặp đôi bác Linh, bác Hùng 20.000. Đấy. Rồi, bây giờ bác Hùng hãy nêu cảm nghĩ khi mà chơi trò chơi của chúng cháu như nào. Bác rất là cảm ơn các ông đã cho bác một trò chơi có thưởng, rất là may mắn. Và số tiền trúng thưởng này bác sẽ mua một tờ vé số, nếu mà trúng thưởng bác sẽ chia cho tôi một nửa. Sướng ghê. Đó ước mơ của bác thôi. Vâng, cảm ơn bác. Cháu mời bác Linh hãy nêu cảm nghĩ khi mà bác Linh chơi trò của cháu như thế nào ạ? Bác thấy trò chơi này rất thú vị. Hôm nay bác may mắn y như bác Hùng. Bác mà trúng sổ số vài tỷ bác chia cho tôi phòng. Rồi, cảm ơn bác Linh ạ. Rồi, đến lượt anh Tít, anh hãy nêu cảm nghĩ khi mà chơi trò này ạ. Trò này rất là tuyệt vời, sau 6 năm đi du học về mới được chơi trò tuyệt vời như thế này. Rồi, em và anh, đến lượt chị Bông. Đây là một trò chơi rất là vui, rất là thích trò để chơi một Tết. Rồi, cảm ơn nhà bác Linh ạ. Many, many minutes later. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lì xì gieo quẻ tại nhà ông bà ngoại. Yeah. Và lần này thì mình bỏ ra 10 lời chúc kết hợp với 10 chiếc lì xì quẻ. Thì mỗi ông bà sẽ chọn một chiếc lì xì quẻ và một lời chúc. Đây là lời chúc nha mọi người. Đây là lời chúc, còn đây là lì xì quẻ. Thì bây giờ mình sẽ mừng tuổi cho ông bà ngoại của mình nhá. Trước khi mừng tuổi thì ông bà năm mới là vui vẻ. Bà luôn luôn mạnh khỏe, khỏe, sống khỏe, đời lão, tất nhiên đời lão và luôn và rất cảm ơn ông luôn luôn khỏe, mong ông kiếm được nhiều tiền để ông được nhiều lì xì, chứ còn sinh hoạt khỏe mạnh rồi, cảm ơn. Và đầu tiên là ông cháu sẽ sáo. Giữ khỏe và giữ lời chúc. Ông giữ một cái. Một cái. Và cái nữa. Cái nữa, ông cái nữa, hai cái. Hai cái kìa. Vâng ạ, à, lời chúc, lời chúc. Đây lời chúc. Cái ngắn cái dài. Đấy. À. Đây là ông. Đây là chẳng mấy ông mở. Chẳng mấy ông mở lời chúc. Đây, lấy chúc trước, em mở chúc kế. Cái này
cái gì. Thế là cháu ra mở tỷ lệ. Con mở thử xem là cái gì. Không được kính là sao? Kính đây này. Bật đèn đi cho ông nhìn dễ. Năm mới đến chúc nhà, cả nhà nhiều sức khỏe, chúc mọi người trẻ mãi không già, chúc ông bà cha mẹ thêm niềm vui mới, chúc thế giới luôn được sống trong hòa bình, và đừng quên chúc bản thân mình có thêm nhiều yêu thương. Đấy. Thế ông đọc đại diện nhé. Lời chúc đại diện cho ông bà. Đấy, cũng có cái này. Cháu gọi ông cháu đây là trả lại DC đó nào. À, thì cứ để ông bóc ra chứ. Kiếm quá. Ông xem là có bao nhiêu tiền. Rồi, đặt nào ông xé. Ông ấy lấy để chỉ lại. Rồi rồi, ông xé để ông lấy ra cho dễ. Lấy gì chỉ lại. Để xem mệnh giá của ông. Nghe trình có vẻ là to nhất rồi. Ông trúng rồi bác rồi. Trời ơi, đặc biệt rồi. Trúng đặc biệt rồi. À, cái cọc này có cái tờ này là to nhất. Rồi. Ông chúng ơi, ông may mắn rồi. Ông đánh nhất rồi. Ông đánh sổ số. Cái này ông giữ lại, cái này giữ lại. Chút thì ông giữ lại. Rồi. Đấy, tiền tờ tiền của nó thì ông nhớ đấy. Ông cất đi. Cảm ơn bà chọn khỏe và lời chúc. Và rất là vinh dự này. Năm mới cháu chúc bà này. Ơi. Đầu tiên là ăn mở chúc tấm nhiều cái này, vâng, tấm nhiều, tấm đại diện cho cả mẹ luôn. Phần Xuân gửi chúc Tùng mất tinh lọc đọc hỗ trợ bà. Mừng Xuân gửi chúc bạn thơ ta sức khỏe bình an tới mọi nhà, cuộc sống mưu sinh cùng thở ngạc, Tết về ra khúc nhạc tình ca, xin cùng quyến hữu tìm vui mới. Bất vả bao nhiêu sẽ lại qua, chờ đón vinh quang đường sáng lạ, xuân về phấn khởi tượng ngàn hoa. Hay quá. Wow, hay nè. Cái tờ rút thẻ thế kìa, hay ơi là hay. Rồi, chúc mừng năm mới bà. Bây giờ bắt đầu bà mở quầy thẻ của bà xem mệnh giá của bà bao tiền. Bà tiền quan trọng là có cái số ở trong đấy, thì bà một số. Cái tờ của ông là tờ đo nhất rồi đấy. Mà giải cao nhất là 70.000. Ừ. Thì cháu cho 50.000 và 20.000 vào trong một cái quẻ. Đấy là giải cao nhất. Ông vẫn được giải nhì. Ông vẫn là giải nhì, chưa phải giải cao nhất. Rồi. Bây giờ cháu mời ông hãy nêu cảm nghĩ khi mà ông tham gia trò chơi của cháu sẽ như thế nào. Ông thấy rất vui, rất vui, bởi vì ông coi như sổ số độc đắc. Còn bà ngoại thì sao? Bà ngoại thì rất là vui mừng được cháu chúc bà, coi như là một cái chúc nhiều cái may mắn trong năm, và rất là cảm ơn cháu. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông bà.